Dạ em xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì em có đến nhà vườn của chị Hương ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay giao lưu với cả nhà một số mặt hàng mai giống mai ghép nha cả nhà. Ở đây có nguyên cái lô xưa bông Sài Gòn này cả nhà, rồi đại lộc ha, với lại cúc thọ hương cả nhà. Rất mong cả nhà mình tham khảo nhé. Dạ em chào chị. Rồi chào Trọng, thì dạ. Hôm nay trở lại kênh thì chị cũng lên clip Sài Gòn, dạ. Thọ hương và dạ. đại lộc cánh sen rồi hả cô chú? Dạ. Em cũng mong cô chú anh chị em mình xem hết clip ủng hộ em ha. Dạ rồi. Rồi số Zalo của em là 0378329282 ha. Địa chỉ em ở Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Dạ rồi. Hôm nay em đánh mã số là 1A ha cô chú. Em mong cô chú anh chị em mình nói ký hiệu giùm em ăn để em giao lộn cây ha. Dạ. Rồi mã số 1 là một cây siêu bông Sài Gòn dạ. ha. 1A hay 1E chị? 1A. 1A. Rồi, cây siêu bông Sài Gòn chiều cao là 80. Là chữ A. Rồi chiều cao là 80 nha. Tán ngang là 45. Dạ, cái này mình ghép bao lâu rồi chị Hương? Cái này là 6-7 tháng rồi. Dạ. Mình gốc là 16. Rồi, cũng có đế cả nha. Mình ghép gốc rồi, vườn. Rồi, mã đầu tiên là cây siêu bông Sài Gòn 600 dạ. ngàn bao phí ship nha. Cây này mình đóng được 6-7 chọc gì hả chị? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bo luôn. 8 chọc luôn ha. Rồi, dạ. để cả nhà mình tham khảo. Mình về mình cũng có thể mình lấy bo được hả cả nhà ha. Rồi, mã số 1A nha. Rồi tiếp theo là mã số 2A ha, một cây khơ cúc thọ hương ha, chiều dạ. cao là 57. Chiều cao 57 nha. Tán ngang 55. Dạ rồi. Hoành gốc 13, rồi 500 em bao phí ship luôn. Rồi 500 ngàn bao phí ship. Cây một này cây mình cúc thọ hương dạ, ha. Mình ghép cũng cái này em đã luôn. Vô dây chỉnh sửa hết nha cô dạ. chú anh chị em mình cái này nó chỉ siết dây thì cô chú anh chị em mình tháo dây ra thôi ha. Dạ. Là cái việc mình chơi Tết được ha cô chú. Dạ, hàng này mình chơi Tết được hả chị? Dạ. Dạ. Rồi mã này mã số 2A nha cả nhà, cây cúc thọ hương nha. 500 em bao ship luôn. Dạ, 500 bao phí ship. Rồi cây 3A là một cây đại lộc cánh sen ha. Dạ. Chiều cao là 60. Chiều cao là 60. Tán ngang là 44. Cây đại lộc nha cả nhà. Hoành gốc 14. Hoành là 14, cây này mình ghép được 30 ghép nè cả nhà. Rồi cây này là 500 em bao ship luôn. Dạ, 500 ngàn cây, bao phí ship. Cây đại lộc cánh sen ha, cái dạ. này là Tết mình tháo dây là mình con để vậy là mình chơi Tết luôn ha cô chú. Dạ, rồi. Nó có đã nụ kim luôn rồi nè. Mình cũng đã chỉnh sửa điều tàn hết trơn rồi nè cả nhà ha. Số 4 là một cây cúc thọ hương nữa ha, chiều dạ. cao là 67. Mã số 4A cả nhà. Tán ngang là 55. Dạ rồi, hôm nay nhà vườn cũng là mười mấy 20 mã vậy cả nhà mình. Hoành gốc 14. Mình tham khảo thì cuối clip nha. Rồi cây này mình rồi, đóng cây cũng này nhiều. Cây này 6 tâm ha, cây cúc thọ hương ha cô chú. Dạ. Cây này có củ đế nở nữa nè. Rồi nguyên củ nở luôn nè chị ha. Cái bầu này là tới bầu mấy rồi chị? Bầu C mấy vậy? Cái 10 này chảng ha. Chắc C12 10 chắc 12 luôn ha. Cái này 12. Dạ 12 luôn. Rồi đây cả nhà mình tham khảo mã số 4A nha cả nhà, cây cúc thọ hương nha. Rồi mã số 5 là cây đại lộc cánh sen luôn ha. Dạ. Mã số 5A cả nhà, một cây đại lộc cánh sen. Rồi chiều cao 50. Dạ, nguyên cái lô này thời gian ghép cũng cỡ nha hả chị ha. Cỡ á. Dạ. Rồi. Cao 50 chiều cao tán ngang 50 luôn. 50 luôn, hoành dạ. gốc 17. Hoành là 17. Rồi 500k luôn. Dạ, mã số 5A nha cả nhà, 500.000 ha, một cây một đại lộc cây cánh đại sen nè. Dạ. 6A là một cây siêu bông Sài Gòn ha. Dạ. Chiều cao là 69. Chiều cao là 69 nè. Tán ngang là 48. Dạ rồi. Rồi, hoành gốc. Hoành gốc 13. Hoành là 13. Rồi 6 tay em bao phí ship luôn. Rồi cây này mình cái siêu bông cũng, Sài Gòn hả cô chú? Dạ, cũng 4 5 5 có 5 6 chọc với cả nhà ơi, cũng nhiều chọc ghép ha. Đây cả nhà mình mã số 6 ha. A cây siêu bông Sài Gòn ha. Dạ. Mã số 7 là cây đại lộc cánh sen luôn ha. Dạ, mã số 7A cả nhà. Chiều cao là lấy 50. Chiều cao 50. Tán ngang là 50 luôn. Mình chỉnh sửa điều rang trần ha. Hoành gốc 12. Cây này mình ghép 2 chọc thôi mà điều rang cái tàn luôn. Rồi 500 luôn ha cô chú. Dạ, 500.000. Để em bán giá này em bao phí ship cho cô chú hết luôn rồi dạ. nha. Dạ, xa gần toàn quốc hết cả nhà. Với dạ. lại cái nhà nhận hàng nhớ kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Mã số 8A là một cây cúc thọ hương ha. Dạ. Rồi chiều cao là 70. Cây này cao nha. Ngang là 60. Rồi cây này đóng cũng quá chừng chọc ghép luôn cả nhà. Hoành gốc 16. Hoành là 16. Đây cả nhà mình tham khảo một vòng ha, mình ghép vô cái phôi gốc vườn. Rồi cây thọ hương này 600k luôn. Rồi, 600k. Mã số 8A. Dạ, như một cái tàn thông Tết là cái bích chịch luôn cả nhà, thọ hương nó màu lớn lắm cả nhà ơi. Mã số 9A là cây dạ. Sài Gòn ha. Dạ rồi. Chiều cao 50. Chiều cao 50. Ngang 45. Cây này mình ghép cũng ba chọc ghép cả nhà ha. Mình đóng vô đầu nè. Hoành gốc 14. Rồi cây này có mấy con rễ nó trải ra nè cả nhà. Đây cả nhà tham khảo ha. Rồi 400 em bao ship luôn. 400 ngàn thôi. 400 ngàn bao ship cả nhà ơi. Mã số 9 nè. 9A. Một cây siêu bông Sài Gòn ha. Mã số 10A cả nhà ơi, một cây cúc thọ hương nè. Cây này nó cao ha. Rồi chiều cao là 89. Dạ, chiều cao 89. Tán ngang là 53. Dạ. Cây này hoành gốc 15. Bữa giờ em bán cái lô tàn thông này nhiều lắm. Rồi cây này 700 ngàn bao phí ship luôn. Dạ. Quá chừng chọc kép luôn nè. Đây cây này tàn thông luôn ha, từ dưới lên tới trên luôn. Rồi 700 ngàn cái nhà, mã này là mã số 10A. 10A nha cả nhà, cây cúc thọ hương nha. Rồi 11A là một cây cúc thọ hương luôn ha. Dạ. Rồi chiều cao là 81. Chiều cao 81. Tán ngang 53. Dạ. Cây này thoát thân hơi cao xíu nè nha.
Quỳnh gốc 14. Dạ rồi. Rồi. 6 tâm luôn. Bao nhiêu chị? 6 tâm luôn. 600 ngàn luôn. Rồi. Mấy cái cây này đóng kiện gỗ là hết tầm mấy ngàn tiền phí vậy đó. Mình đóng kiện gỗ hết phải không chị? Dạ, mấy cây cao này em đóng kiện gỗ hết luôn á. Trời ơi. Còn lại đâu có nhiều cây đâu hả? Đóng tiền gỗ tại vì mình đông, nó đo chiều dài, chiều ngang, chiều rộng là nó đóng tiền phí là cái tầm mấy tiền ngàn tiền phí kiện gỗ đó. Cây này còn có cái nhiều đâu. Cái này đâu ra đóng hùng được đâu. Dạ, mã số 11A những nhà cây cúc thọ hương nha. Luôn. Dạ, 600 ngàn bao ship nha. Mã 12 là cũng là cây cúc thọ hương ha. Dạ. Cây cao là 81. Trời ơi. Cái tàn nó quá chừng luôn nè. Tán ngang 56. Tán ngang 56. Cây này cái củ khá quá 15. Nè. Cái củ nở nè cả nhà. Rồi mã số này mình Zalo sao chị ơi. Rồi 700 luôn. Dạ, cúc thọ hương mã số 12A là chỉ có 700 ngàn một cây như vậy cả nhà ha. Tết mình chơi Tết vô tư luôn cả nhà ha. Rồi 13A là cũng là cây cúc thọ hương luôn ha. Dạ. Tàn thông luôn hả cô chú. Dạ rồi. À, chiều cao là 75. Chiều cao 75. Tán ngang là 55. Đóng nhiều chọt lắm cả nhà ơi. Quanh gốc 13, từ dạ. Dưới lên trên nó toàn do luôn ha. Dạ, mỗi nhánh mình đóng 2 chọt, 2 chọt. Sửa cho đều tàn luôn ha. Dạ rồi. Rồi cây này cũng 700 luôn ha. 700 ngàn cả nhà ơi. Quá tí ha, đẹp ha. Tết đẹp lắm luôn á. Cái này là Tết là bao chơi đẹp luôn. Bao chơi Tết luôn đó nha. Rồi mã số 13 phải không chị? 13. Dạ 13A cả nhà ơi. 14A là cây thọ hương luôn ha. Dạ. Rồi chiều cao là 84. Chiều cao 84. Tán ngang là 49. Dạ, như cây này ngoài giờ ngoài chục chọt luôn nha. Quanh gốc 13. Quanh gốc là 13 nè. Đó. Rồi cây này cũng 700 luôn ha. Dạ. Bán giá đúng mềm luôn cả nhà ơi. Cây bay lớn vậy bán có 700 ngàn cây mà bao ship mà mình đóng kiện gỗ mình gửi đến nhà chứ không phải mình đóng thùng xốp nữa đó. 700 ngàn à, còn lại không có nhiêu đâu cả nhà ha. Rồi 15 là cũng là cây cúc thọ hương tàn thông luôn hả cô dạ chú? Rồi. Mã số 15A nha cả nhà. À, chiều cao là 84. Cái lô tàn thông này đẹp quá cả nhà. Tán ngang là 65. Dạ. Mình sắm cặp 13. Về mình chơi. Sắm cặp về chơi được hả chị ơi. Rồi cây này 700 ngàn luôn. Dạ. Mã số 15A cái nhà cây cúc thọ hương đều rang tàn hết trơn nè. Đó, Tết là sum xê luôn cả nhà ha. Rồi 16A là cây cúc thọ hương luôn ha. Dạ. Ủa cây cúc thọ hương này quá chừng luôn. Cây này còn dữ hơn nữa nè. À, chiều cao là 90. Quá chừng cây này luôn. Tán ngang 60. Tán ngang 60, chiều cao 90 cả nhà. Quanh gốc 16, rồi 800k luôn. 800 ngàn luôn, cây này đẹp quá mà. Quá chừng luôn, tàn tuần do như tới banh luôn. Tàn do như chữ O luôn. Rồi mã số này là mã số 16A nha cả nhà, 800 ngàn bao ship nha. Rồi 17A là cũng cây cúc thọ hương tàn thông luôn ha. Dạ. Rồi chiều cao. Chiều cao là 77. Chiều cao 77. Tán ngang là 60. Dạ. Quanh gốc là củ 16. Củ nở ra phần củ nở cả nha. Rồi gốc này mình nhớ luôn sao chị? Rồi 700k luôn. Dạ. Chị Hương chị cầm cây chị nghiêng cái tàn ra thử cây chị Hương. Rồi. Đây cả nhà. Tròn do luôn nè. Đó. Tròn do luôn hen. Ừ. Đẹp ghê không? Hay dữ ta. Rồi cả nhà mình tham khảo được mã số nào ủng hộ nhà vườn với nha. Rồi tiếp theo mình tới. Chị ơi cái lô này mình có nhiều không? Còn khoảng 60-70 cây nữa. 60-70 cây nữa phải không? Tàn thông vậy nè ha. Dạ. Rồi tiếp theo mã 18. 18A cả nhà. Thọ hương tàn thông này nhiều nha. Còn Sài Gòn với Đại Lộc chị có nhiều không? Còn luôn nữa. Còn đúng không? Tại vì cái lô đây bữa nay không có người lên nhiều đây. Dạ. Nhà chiều cao 86. Tán ngang 57. Tán ngang 57. Quanh gốc 14. Quanh là 14. Rồi 600k luôn. 600 ngàn luôn. Đây, đây cái nhà mình tham khảo ha. Mã số 18. 18A cả nhà. Cây 19 ha. Dạ. Mã số 19A cả nhà. 19A. Ủa, chiều rồi cao, chiều cao cũng đẹp nữa. Chiều cao là 93. Chiều cao 93. Quá chừng chột ghét luôn. Tán ngang là 65. Bích chịch luôn đó nha. Ghê. Gốc là 13. Rồi cây cuối clip này em bán 800 ngàn bao phí ship luôn. 800 ngàn bao ship luôn. Em cũng có ghép một sớ mai gốc nhớt quấn rễ như thế này ha. Hồi chú anh chị em mình về bữa này Tết mình cũng vẫn chơi được ha. Cái đế hoặc này là mình mua gì mình trồng đó cũng vẫn đẹp ha cô chú. Dạ. Nè. Ôi, quý cái... là 5-6 múi luôn đứng giữa cây luôn hả cô chú. Rồi cái gốc cỡ này không á chị, cái gốc cỡ này cỡ không á. Cỡ này không á. Ôi cây này cũng vậy nè. Đó. Quá tí cái đế cả nhà. Ghê. Để em để tay vô cả nhà mình dễ hình dung nè cả nhà. Mình quấn lò xo với bí thôi chị. Lò xo với bí bể rồi ha, như thế này ha. Ôi cái này mà dạ mình lấy bo nhiều á chị ha. Nè, cái lô này chiều cao khoảng chừng nhiêu? Chị thấy chiều cao khoảng chừng nhiêu? Cái này 2 găng tay của em á cô chú. Ghê vậy ta. Cái này mình lấy cũng được 5-7 bo hả cô chú. Có rồi, cây nó ví dụ cô chú anh chị em mình ghép ít thì kia em lấy bo như lấy mấy cây dài dài cao cao như vậy nè. Dạ. Đó, lấy bo nè. Rồi, đó.
Cái này mình về mình lấy bo được luôn ha. Em ca đã không có tưới phân ha cô chú. Dạ. Em chỉ tưới dưỡng rễ thôi. Rồi, cái đế quá chừng à, cái đế quá đó. Xuất sắc luôn đó nha. Mình quấn là so, mình quấn bí cũng có. Thì báo giá là giá 200 ngàn một cây. 200 ngàn cây. À, một cây em cũng vẫn gửi hàng ha. Mà dạ, cô chú anh chị em mình thêm cho em 30 ngàn tiền phí ship ha. Dạ. Ví dụ một cặp thì em bao phí ship cho cô chú anh chị dạ, em mình. Một cây thì cô chú anh chị em mình cho em 30 ngàn tiền phí ship thêm nha dạ, cô chú. Dạ, là 230 ngàn một cây bao ship. Dạ đúng rồi. Dạ, một cặp là 400 ngàn bao ship. Wow. Nè, cây này cái bệ nó bự luôn đó. Bên đây có bệ nữa nè cả nhà. Nhưng mà cái hàng này là cái bo dài nha cả nhà. Dạ, cái mình bo dài lắm được nha. Luôn nha. Dạ. Cái cây này bự cao hơn 2 gang luôn nè. Trời ơi, quá đó, chừng luôn cả nhà. Ghê ha. Rồi siêu bông mình bên đây mình còn nhiều không chị? Luôn cái này khoảng chừng 50 cây siêu bông mình lại hả cô chú? 50 cây ha. Rồi có lò xo, có bí, cả nhà có bệ luôn ha. Rồi cả nhà mình tham khảo hàng này mình về mình chơi. Hay, mình chơi cái đế luôn cả nhà ha, mình lấy cái đế bo luôn. Dạ. Đó, ví dụ cô chú anh chị em mình, ví dụ này cái nãy nói cái này nhỏ quá thì em cũng có hàng lớn nữa nè. Dạ. Đó, tôi quay vô đây coi coi. Hàng lớn thì em cũng mới vừa ghép mới dỡ bọc ha. À, đó, mình ghép góc vườn này hả chị? Cái lô này góc vườn nè. Dạ. Củ đế cũng đẹp lắm này nha. Dạ, khoan cái lô thử góc kìa. Nè. Ôi trời. Cái này mình cái này là em có như ý nữa hả cô chú? Có như ý nữa không? Nè, giảm dạ, như ý em. Mà cái này là chưa phải không chị? Chưa cho lưu phải không? Chưa cho lưu. Ví dụ cô chú anh chị em mình ví dụ có thích thì liên hệ em qua số Zalo ha. Dạ. Ví dụ em chụp hình em gửi cho cô chú anh chị em ưng cây nào thì gửi em lại, hoặc già cây thì cô chú anh chị em mình lấy ha. Dạ rồi. Rồi. Wow. Cuối clip thì em cũng mong cô chú anh chị em mình xem hết clip ủng hộ em ha. Dạ. Rồi chào cô chú ha.